Vâng, hello, xin chào tất cả anh chị và cô bác nha. Chúc bà con mình có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình người thân nha. Anh em nào đi về thì chạy, có nhậu thì nhậu tích thôi nha. Chạy cẩn thận nha anh chị nha. Thì hôm nay nhân dịp lễ này em giảm giá 5 triệu cho anh em mình khi đến đây xem xe này. Không phải giảm là vì xe ấy bán không được, mà là hôm nay ngày lễ em bớt cho anh chị mình, xe nào cũng vậy, có ba mua xe ở em bớt cho anh chị mình 5 triệu mỗi xe. Đó, em này là Vios 211 mới vừa lấy về cặp bến bản E xịn gia đình, một chủ từ đầu, 62A 002 ở đã không? Mâm lớp vỏ rất đẹp anh chị nha. Máy số gầm thì máy riêng luôn, cả có 100.000. Keo chỉ đồng vàng, vỏ mỏng mới tinh, keo chỉ đồng vàng anh chị nhìn nè. Keo chỉ 100% keo riêng luôn anh chị nha. Đó, chất xe đẹp, không lỗi nhỏ, bao xài, bao chạy, bao chán, bao quay đầu, hỗ trợ giao lưu, trao đổi với bà con luôn. Bà con có thể qua tham khảo lấy thử, chạy thử cùng em nha. Địa chỉ cửa hàng em cứ gõ Google Thịnh Bến Tre thì địa chỉ là tới rồi. Và anh em đừng quên bấm follow kênh để cập nhật những mẫu xe mới về bên em nha. Rất là nhiều luôn anh chị ơi, tầm 100 200, 300, 400, 500, 500, 600 quá trời đất luôn. Đó, anh em nhìn nội thất nó đẹp cực kỳ, 20 tháo riêng theo xe tới giờ luôn nè anh chị. Nội thất đó nè, trời ơi, mới tinh luôn. Đó, dàn ghế khỏi phải chê, ghế này có một mới anh chị, gia đình mình đóng bọc, xe ta bọc ha, túp ly nguyên bản, đèn bọc nhãn mát tới giờ của nhà sản xuất, keo chỉ nguyên riêng, xe không trấn đụng nha anh chị nha, bao xài luôn. Đó, bánh cửa bản lề mới tinh luôn. Em này là xe 211, nội thất 23. Đó, vô lăng mới anh chị ha, gương kính cặp tự động nè. Đó, đó đã không? Đó, túp ly nè, kính báo auto, lốp kính nè, keo chỉ nguyên bản, bông điện 100% nè chị ha. Đó, xe này khỏi phải chơi anh chị ơi, quá đẹp, bàn thờ túp lô nữa anh chị, nhìn cái vân sần nữa nè, quá là mới luôn. Cái nút báo nguy như nó là chưa phai màu luôn nè. Túi khí nè, 2 túi khí thắng ABS và 4 thắng đĩa nha. Nếu anh em nào muốn tiết kiệm mua cái ông mà Vios mà bán dịch vụ, mà bán E mà siêu dịch vụ á, thì em bán cho anh em mình 190 triệu, em còn một xe. Còn chiếc xe này là xe gia đình siêu cọp, em bán là 255, giảm đã giảm giá 5 triệu cho anh em mình nhân cái dịp lễ anh chị. Nhìn vô lăng này, anh em mình đi không nổi luôn, quá trời đẹp luôn nè anh chị, mới tin luôn nè. Xe này mà anh em nói xấu thì em chịu nha, xe này mà anh em nói cọp mà anh em cãi là em buồn. Đúng nhận sai cãi. Màn hình đẹp cực kỳ luôn nè anh chị, đèn đốm đó nè, quá chất lượng, 2 chìa khóa riêng theo xe, anh em muốn làm gì làm nữa nè. Máy số gầm em ru, xe không báo một cái lỗ nhỏ gì luôn nha anh chị nha. Đó, quá xuất sắc luôn nè anh chị ha. Đó. Không lỗi nha anh chị ha nè, báo này là báo hắn tay đó cửa thôi ha, tặng cho anh em mình cục kẹo về sử dụng. Màn hình Android đã luôn, quá là xuất sắc luôn anh chị ha, quá trời ứng dụng luôn nè. Anh em nhìn cái đồ mũ này, quan sần đồ mũ nữa nè, cái bao da của cái củ số này, anh em nhìn là anh em biết xe chắc hay không, nhìn cái thắng tay nữa nè anh chị ha. Nè, anh em nhìn này ha, anh em nhìn tự đánh giá thôi, chứ mình đánh giá mà không mất hay. Cái anh em nói em nổ hay nói em quảng cáo, nói em nói đeo hay gì đó, ở trong xã hội cuộc sống này bây giờ ngộ lắm anh chị ha. Đó, mình giàu thì người ta ghét, mình nghèo thì người ta khinh, mà mình nói nhiều thì người ta lại nói nó khoét, mình không nói người ta lại thằng này ít nói chuyện, thằng này nó khi dễ cảnh. Không hiểu luôn cuộc sống bây giờ. Bởi vậy anh em nào thương quý mến em cảm ơn, còn anh em nào ghét em thì thôi anh em cứ suy nghĩ đi, đời người sống con lần thôi, mình sống con chỉ một lần thôi, hận thù ghét cái nhỏ người ta ăn chi, đúng không? Đời người sống lần, sống sao cho cảm thấy vui được rồi, chứ mình đi giận hờn đi ghét người ta ăn chi. Đó, túp lô túp ly nè anh chị ha, quá đẹp luôn. Mâm lớp vỏ nè anh chị ha, 4 thắng đĩa, 4 cái vỏ mới tinh, đồng về ở trong đẹp cực kỳ luôn anh chị. Máy riêng nha, nằm xanh chành luôn, gầm nó xanh chành luôn anh chị, đã ghê luôn á. Máy nổ siêu máy luôn nè anh chị, cái này là đang bật máy lạnh đó nha. Ốc cabo chưa mở luôn nè anh chị, ốc cabo chưa mở luôn, keo chỉ nguyên riêng, tem bọc riêng hết nè anh chị ha, con điện riêng hết nè. Tắt cái máy lạnh này, cái này nó không sẽ, cái lọc gió nó sẽ không bị rung hơn, nó nộ vậy. Em tắt máy lạnh cho anh em thử nè, thử nè. Đó, không em rung liền anh chị không, ngộ ha, xe nổ máy mà cái máy không thấy rung gì trơn, kỵ ta. Siêu cọp luôn. Đó, nhớt mới luôn nha anh chị nha, không đổ hơi đổ khói nha anh chị nha. Xe này mà có lỗi là cho chiếc xe luôn, thắng ABS nè anh chị. Thắng ABS đầy đủ, thắng ABS đầy đủ ha. Máy nổ siêu máy luôn, con điện 100%, cabo chưa có dấu mỡ luôn anh chị ha. Máy nổ quá trời im luôn rồi, mới tin, cabo không có dấu mỡ nha. Để mở cốp thôi, xe này chất lượng không, bữa giờ chưa coi cái cốp nữa, mà chắc không sao đâu, mua một chủ mà mua nghe của ông chú lại. Này phải xịt chìa khóa rồi, là cốp nó bị dùng vậy ta. cái cốp dây bị dùng rồi anh em ơi, phải lấy chìa khóa mở rồi. Rồi không phải bị dùng anh chị, mà bị hít do xài cái gòn à, chủ nhân người ta gắn cái gòn nó bị hít chứ không phải bị dùng nha. Rồi còn cái miếng da zin nữa đó nè, đã không? Trời ơi, còn cái này zin nữa nè anh chị ơi, đã không? Nguyên cái thùng nữa nè. Ôi, giờ tính như chiếc xe này nó đỉnh ghê nha, còn nguyên cái thùng đồ mũ nữa nè. Đầy đủ phụ tùng luôn nè. Rồi xong luôn, xuất sắc luôn. Cabo sao nguyên zin luôn anh chị ơi. Quá đã luôn. Đó. Ốc tán nè, ốc cửa nè. Quá đã luôn. Camera gear nữa nè. Xịn quá. Anh chị nào thích mẫu này liên hệ cho em Thịnh nha, qua số 0866 678971 nha. Anh em đừng quên bấm follow kênh để cập nhật nhiều video nha. Em rất là cảm ơn luôn. Anh chị thấy khổ không? Đội bóng lá quay nè, chưa nắng cực khổ chưa. Anh em mến thích em xin một cái dấu like, một cái đăng ký kênh để cập nhật nhiều video hơn nha. Thì anh em nào thấy được xe này thì cứ alo cho em còn bớt nha. Cảm ơn anh em mình ạ.